Tòa Giám mục Kon Tum, 146 Trần Hưng Đạo, Kon Tum, Việt Nam. Kon Tum, ngày 19 tháng 11 năm 2022. Thư Mùa Vọng. Kính gửi quý cha, quý tu sĩ nam nữ, chúng sinh và toàn thể anh chị em trong gia đình giáo phận. Anh chị em thân mến, một năm phụng vụ mới lại bắt đầu với mùa vọng, là mùa trông chờ Chúa Kitô đến, vừa chờ cuộc quang lâm của Chúa trong ngày Chúa đến lần thứ hai, vừa chờ đón mừng lễ Chúa Giáng sinh, tưởng niệm việc Chúa đến lần thứ nhất. Thưa anh chị em, trong năm phụng vụ mới này tại Roma sẽ diễn ra Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới với chủ đề hướng đến một giáo hội hiệp hành, hiệp thông, tham gia và sứ vụ. Trong năm vừa qua, Thượng Hội đồng cấp giáo phận đã được bắt đầu trong các giáo hội địa phương, trong đó có giáo phận Kon Tum chúng ta, và giáo hội Việt Nam còn tiếp tục triển khai con đường hiệp hành này trong 3 năm sắp tới theo hướng dẫn của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Trong đại hội vừa qua tại Hà Nội, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đề ra chương trình mục vụ cho 3 năm như sau. Năm 2023, củng cố sự hiệp thông. Năm 2024, thúc đẩy sự tham gia đời sống giáo hội. Năm 2025, cùng nhau loan báo tin mừng. Trong năm 2023, chúng ta được mời gọi củng cố sự hiệp thông. Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị 4 việc làm cụ thể sau đây. 1. Lấy lời Chúa làm nền tảng cho sự hiệp thông. Cá nhân siêng năng đọc lời Chúa, chia sẻ lời Chúa trong gia đình và trong các hội đoàn. Linh mục có nhiệm vụ quan trọng nhất là loan báo lời Chúa, nên phải chuẩn bị bài giảng trong các cửa hành phụng vụ, khuyến khích mở lớp dạy về Kinh Thánh và giúp nuôi dưỡng các tín hữu bằng lời Chúa. 2. Bí tích Thánh Thể là nguồn suối hiệp thông. Qua đó, chúng ta được hiệp thông với Chúa và liên kết với nhau. Cần hiểu biết về phụng vụ để tham dự thánh lễ cách tích cực và sống động. 3. Sự hiệp thông còn được thể hiện qua tình tương thân tương ái, qua những nghĩa cử bác ái đối với cả những người không cùng niềm tin. Cần quan tâm đến người cao tuổi, người mắc ngăn trở hôn phối hoặc gặp khó khăn trong hôn nhân, người khuyết tật, người nghèo khổ, dân tộc thiểu số, anh chị em xa quê và những nạn nhân thiên tai. 4. Và sự hiệp thông qua các phương tiện truyền thông. Cần tiếp cận và sử dụng các phương tiện truyền thông để hòa nhập với thế giới hiện đại, trau dồi kiến thức và học hỏi lời Chúa. Nhưng phải cảnh giác vì hiện nay một số trang mạng mang danh Công giáo hoặc của người Công giáo lại đăng tải những nội dung thiếu kiểm chứng, có khi sai lạc, làm tổn hại nghiêm trọng hình ảnh của giáo hội và gây hoang mang nơi người tín hữu. Những người làm công tác truyền thông cần lưu ý đến lương tâm và đạo đức, theo nguyên tắc loan báo sự thật trong đức ái. Truyền thông phải là phương tiện kết nối con người trong tình thân nghĩa, chứ không phải để gieo rắc hoang mang, chia rẽ, thậm chí gây thù hận và đẩy người khác đến đường cùng. Thưa anh chị em, trong năm vừa qua, một số giáo xứ vùng đồng bào sắc tộc trong giáo phận mừng lễ khởi công hoặc làm phép nhà thờ, nhà nguyện. Đó là tin vui cho các cộng đoàn tín hữu vì có chỗ xứng đáng cho việc thờ phượng Chúa. Còn có những nơi rất muốn được như thế nhưng lực bất tòng tâm, vì không có khả năng. Nay dịch bệnh đã qua, tôi đề nghị với anh chị em chúng ta khởi động lại việc sống điều răn thứ 5 của Hội Thánh, là đóng góp theo khả năng cho nhu cầu vật chất của Hội Thánh mà trước đây giáo phận quy định mỗi năm đóng góp một ngày công tùy công việc đối với người có công ăn việc làm. Số tiền thu được mỗi năm sẽ phụ giúp cho một họ đạo có nhu cầu cấp bách xây dựng nhà thờ, nhà nguyện. Sự hỗ trợ này xem ra
là thiết thực cho các họ đạo vùng sâu, vùng xa. Một tin vui nữa cho giáo phận là mới đây chúng ta có thêm 9 tân linh mục, và như đã được văn phòng tòa giám mục thông báo, đầu tháng 12 này theo dự tính sẽ có phong chức phó tế cho 13 thầy đã học xong chương trình đại chủng viện và đã đi thực tập. Xin anh chị em cầu nguyện cho các tiến chức và nhất là cầu cho giáo phận có thêm ơn gọi linh mục mà xem ra hiện nay ngày càng giảm sút. Xin các cha quản sứ và quý phụ huynh quan tâm đến việc hệ trọng này. Sắp tới vào ngày 9 tháng 12, giáo phận sẽ tổ chức đại lễ kính Đức Mẹ tại Măng Đen như truyền thống hàng năm. Kính mời anh chị em tích cực tham gia. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Măng Đen và Thánh Tổ Phụ, xin Chúa ban cho gia đình, anh chị em và giáo phận chúng ta sự bình an và những ơn lành cần thiết trong cuộc sống. Kính chúc anh chị em mùa Giáng sinh và năm mới 2023 an khang, thịnh vượng, hiệp thông trong Đức Kitô đã ký và đóng dấu. Aloisio Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận Kon Tum. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh Tin Vui Flow. Xin mời quý vị và các bạn đăng ký kênh, like, chia sẻ và bình luận góp ý. Chúng con xin ghi nhận những góp ý của quý vị để kênh ngày càng hoàn thiện hơn. Xin Chúa chúc lành trên quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo.